xuống làng trài tối có cái gì không chị? Hoàng gia Luxury Long Thành kéo. Mát trở nên cũng bóng nằm thoải mái. Mát thật. Biển đây à? Tối quá không nhìn gì nhỉ? Cầm cầu nó tạo thành cái ba này nhỉ. Bạn trai di son đâu sáng cho nó ngủ ở nhà đi. Nước mắm, nước mắm khám lắm. Khám là ngon. Nước mắm khám lắm. Tôi được ăn nước mắm, nhà chị Du Giang với Nam Định toàn bay gửi về Nam Định cá đấy. Yeah. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 46. 46 á? Thế thì chị cũng trẻ nhỉ? Thằng bà Xuân này, Du Giang với nó Trung Trung Trung. Chị có 6 nội rồi đấy. Trung Đình á. Xuân gì chị ạ? À? Xuân gì? Xuân Ninh. Xuân Ninh ạ? À? Xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. À. À, chính là Nam Định ạ? À? Con dâu đây. Con bé nhỏ nhỏ. Con bé nhỏ nhỏ nó ngoài là ngoài nhà vợ ở Nam Định nhá. Cái Xuân Trường nó 24 xã cơ mà. À. Xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Sầm Sơn về đêm. Như bên này. Bên này nắng lắm. Bên này nắng mùa hè anh. Mình sao? Sắp khai chi luôn. Sáng đây ăn cái gì hả chị? Có cái món rau má không chị? Mình gác chân nó đẩy chân nó không cho gác nhá. Thằng này á nó sạch cực, nó đi đất nhá, mà nó ngồi trên ghế nó phải bỏ chân lên ghế. Nó không ngồi chạm chân chạm đất đâu. Chẳng chướng rồi mà chẳng chướng. Thằng Thảo có đi ăn sữa chua chân châu không? Cứ hỏi mẹ đi, xong đi đi luôn nào. Đi chỗ nào cần cần đến. Có đi ăn cháo. Có nem chua cậu bé đấy. Có bố mẹ qua không? Này này này, đây. Ngồi qua vào. Có đi vào nhà cậu ba ăn nem chua không? Ôi, có ăn chua không? Có ăn chua không? Có ăn chua không? Ăn chua thì tiêu ngu vậy. Tiêu phải uống nước. Tiêu phải uống nước. Tiêu phải uống nước. Không chơi nữa con nhỉ. Đây là tượng gì đấy chị? Là anh hùng lực lượng vũ trang. Anh hùng Nguyễn Thị Lợi à? Ôi, thế là lại về đến nhà rồi. Có đi ăn nem chua không? Phải chứ, phải uống cà phê không? Có thích uống cà phê đi là vào khấu uống nè. Ăn sữa chua chân châu không? Không, đấy gọi gì gọi xin to đi. Thôi vào trong khấu đi uống cà phê thôi. Đó, đi lại xuống rồi. Chả mấy khi xuống đây đi về ngủ sớm rồi em gì.
sữa nha. Em sữa nhà. Cho sữa ở nhà. Cho sữa ở nhà nhá. Sữa ở nhà không? Không. Nhà mọi người có ai về không? Đi chị kia là đi cũng gặp về đấy. Đi chị ơi. Tròn đấy. Vâng ơi, cô nghe ca nhạc cái là vô hoa pin thì yên đấy.